Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy lộc tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, trong tháng 5 âm lịch, những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ là thời điểm khá ổn định về tài chính. Mặc dù trong những tháng trước đôi khi những người tuổi Đinh Mùi gặp phải những vận hạn khó khăn, nhưng đến thời điểm này thì khác, họ có những bứt phá nhất định trong cuộc sống, có những thành công và may mắn đến bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng. Sự thành công của họ đã khiến không biết bao nhiêu con giáp khác phải ganh tị, đố kỵ. Xin mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 5 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh Thiên Hà Thủy. Tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng, nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc. Ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng người khác. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu hơn. Vận trình của người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn. Vì vậy, làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của chính mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng. Bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Đinh Mùi, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 5 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 5 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Đinh Mùi không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm, để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thời điểm này với một số người Đinh Mùi cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước.
bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nhưng nữ mệnh sẽ vượng đào hoa hơn nam mệnh một chút. Nữ mệnh có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà một cách hợp lý, đâu ra đấy nên luôn nhận được sự tin yêu từ phía gia đình, người thân. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn kết tạo ra động lực tinh thần rất lớn để con giáp này thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên vào những tháng cao điểm, công việc guồng quay bận rộn có thể khiến con giáp này có phần thờ ơ, thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm nguội lạnh. Do đó bạn nên tìm cách cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Nếu là người độc thân, chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng xung quanh hoặc người được giới thiệu thì mới tăng cơ hội tìm được người ưng ý. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải là số tử vi cho tuổi Đinh Mùi trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Lục Tài chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi Phong Thủy Lục Tài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.